Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Như ở các clip trước, tôi đã trao đổi với quý vị và nhà đầu tư rất nhiều về cái chiến lược tích sản cổ phiếu. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn tiếp tục về một cái chủ đề liên quan đến vấn đề này. Đó là tích sản cổ phiếu từ thường dân trở thành triệu phú đô la của những cái tấm gương ở trên thế giới và áp dụng vào chúng ta như thế nào. Thì sau đây thì tôi sẽ cùng quý vị và các bạn đi vào nội dung chi tiết như sau. Nội dung của chúng ta hôm nay gồm có 5 phần. Phần thứ nhất là về nhân viên trạm xăng thích đầu tư cổ phiếu. Phần thứ hai, nữ thư ký trở thành triệu phú từ 3 cổ phiếu Abbott. Phần thứ ba, tiếp viên hàng không xây dựng tài sản khắp thế giới. Phần thứ tư là trở thành triệu phú USD, cơ hội cho bất kỳ ai. Phần thứ năm là tích sản cổ phiếu tự do tài chính cùng với AZFIN Việt Nam như thế nào. Thì sau đây tôi sẽ vào phần nội dung thứ nhất. Trước tiên là về nhân viên trạm xăng yêu thích tích sản cổ phiếu. Ở trên đây quý vị và các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh, đó là nhân vật chính là ông Ronald. Sinh ngày 23 tháng 10 năm 1921, mất ngày 2 tháng 6 năm 2014, được biết đến là một người gác cổng, một nhân viên quét dọn trạm xăng. Tuy vậy ông rất nổi tiếng và được biết đến là một nhà đầu tư tài ba, nhưng là sau khi ông đã chết thì người ta mới phát hiện ra ông có quy mô tài sản rất lớn, lên đến 8 triệu đồng. Thì bí quyết giàu có của ông là gì? Thứ nhất, sống giản dị. Nó giúp cho ông ấy thoải mái hơn trong cuộc sống, tiết kiệm chi phí và nâng cao sức khỏe để có thể thọ hơn. Và ông ấy thọ lên đến khoảng 100 tuổi cơ ạ. Thứ hai là ông ấy đã xây dựng cho mình một chiến lược đầu tư khác biệt với rủi ro thấp và tuân thủ kỷ luật đến cùng. Thứ ba là ông ấy chỉ đầu tư vào các cổ phiếu blue chip có triển vọng trong tương lai và có vị thế bền vững như P&G, G, Dow Chemical, Johnson & Johnson, Smucker, CVS Health, JP Morgan Chase. Thì Donald nhờ những cổ phiếu này đã tích cho mình được một khối tài sản khổng lồ lên đến 8 triệu đô. Thì sau đây chúng ta sẽ tiếp tục vào cái nhân vật thứ hai, đó chính là nữ thư ký trở thành triệu phú nhờ 3 cổ phiếu Abbott. Thì đây là Gray Groner với 3 cổ phiếu Abbott của mình. Thì bà sinh ra và lớn lên trải qua cái thời kỳ đại suy thoái 1929 và 1933. Nên cũng giống như nhiều người khác, Gray có lối sống rất là tối giản. Do đó bà đã tiết kiệm được những cái khoản tiền nhỏ làm cơ sở cho việc trở thành triệu phú với 7 triệu đô, để lại làm quỹ từ thiện đầy ý nghĩa và vang danh ở Mỹ. Năm 1935 thì Gray bắt đầu đã mua 3 cổ phiếu Abbott. Đây chính là nơi bà làm việc thư ký, với giá 60 đô một cổ phiếu. Và dùng cái tiền sinh lời, cổ tức từ những cổ phiếu này tái đầu tư. Thì cho đến khi bà qua đời là năm 2010, thì khoản đầu tư ấy đã sinh lời lên đến 7 triệu đô như tôi vừa trình bày ở trên. Vậy bí kíp của bà Gray là gì? Đầu tiên, đó là lối sống tối giản. Thứ hai là bà tiếp tục là mua các cái đồ second hand để cho tiết kiệm. Bà đi bộ thay vì mua xe, vừa tiết kiệm xăng, tiết kiệm tiền mà lại nâng cao sức khỏe. Và bà Gray này đã sống tới thọ tới 100 tuổi. Và yếu tố thứ hai đó là bà nhận diện được cổ phiếu trong các cái lĩnh vực thiết yếu có tiềm năng tăng trưởng và phát triển bền vững như Abbott, thì chính là nơi bà làm việc và bà nhận thấy điều đó. Vì trải qua cái khủng hoảng 1929-1933 mà cái công ty này vẫn hoạt động rất tốt, vẫn bền vững. Nói chung là kể cả khủng hoảng có xảy ra thì những cái thứ hàng thiết yếu như của Abbott cung cấp chẳng hạn thì nó vẫn luôn có được cái nhu cầu rất cao. Nó có thể bị ảnh hưởng nhưng chỉ là nhất thời và ảnh hưởng rất nhẹ. Và sau đó nó sẽ phục hồi khi kinh tế trở lại rất tốt. Thì bà ấy đã trung thành với cái cổ phiếu này lên đến gần 70 năm. Và thứ ba là bà ấy rất kiên trì nắm giữ cổ phiếu lâu dài như tôi vừa nói, để hưởng được cái lợi từ cổ tức của cổ phiếu mang lại, sự tăng giá của cổ phiếu nhờ lợi nhuận gia tăng, và định giá lại các cái công ty bền vững. Và Abbott từ một cái công ty không phải lớn lắm khi bà ấy đầu tư thì đến nay đã là một thương hiệu toàn cầu nổi tiếng trong các lĩnh vực liên quan đến thực phẩm, dinh dưỡng,
Đấy là cái câu chuyện của nữ thư ký trở thành triệu phú nhờ ba cổ phiếu Abbott. Và nhân vật tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, đó là tiếp viên hàng không tích sản khắp thế giới. Thì nhân vật chính chính là bà Doris này. Thì Doris là một cựu giáo viên và tiếp viên hàng không ở West York ở Mỹ. Thì bà đã để lại hơn 4 triệu đô khi qua đời vào năm 2013 ở tuổi 93. Thì cũng giống như bà Gray thì Doris sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đại suy thoái 1929-1933. Do đó bà có lối sống rất là giản dị, cho dù sở hữu 4 triệu đô về sau này cũng vẫn rất giản dị. Thì bà luôn tự cắt tóc và hầu như chỉ ăn bơ lạc và kem và chỉ mua đồ giảm giá. Bà sống một mình nên không ai biết những khoản đầu tư của bà. Luật sư phải lục tới 9 thùng tài liệu lớn để xem lại cái lịch sử tài chính và phát hiện bà có tài sản đầu tư trên toàn thế giới, trong đó rất nhiều thứ là cổ phiếu. Bà lập danh mục đầu tư tại châu Âu, Nhật Bản, có tài khoản ngân hàng ở Singapore và có thể cả ở Hồng Kông. Thậm chí bà còn cất một két chứa lá vàng in tiếng Việt Nam cơ. Thì nhờ cái tính tiết kiệm và tầm nhìn xa, bà đã tích lũy chủ yếu là những cái cổ phiếu tốt, bên cạnh đó là đa dạng hóa những cái tài sản khác như vàng, tài khoản gửi tiết kiệm. Từ đó sinh lời ra và giúp cho bà có tới 4 triệu đô khi bà qua đời vào năm 2013. Thì trên đây là tôi đã trình bày với quý vị và các bạn tấm gương của 3 trường hợp điển hình từ những người bình thường trở thành triệu phú đô la. Thì chúng tôi cho rằng để trở thành triệu phú đô la thì cơ hội cho bất kỳ ai, không hạn chế một ai cả, cho dù bạn có thu nhập cao hay thu nhập thấp. Và chúng ta cùng tìm hiểu cái đặc điểm và công thức thành công của 3 triệu phú trên như sau. Đầu tiên, đây đều là những người rất bình dân, rất bình thường, thậm chí làm những công việc có thu nhập thấp, không cao. Tiếp theo, họ có lối sống rất là tiết kiệm và tối giản. Và không phải đây là họ sống một cách khổ sở đâu ạ, mà họ sống tối giản, họ cảm thấy thoải mái, họ cảm thấy yêu đời và họ có được cái tuổi thọ rất là cao. Ít tuổi nhất trong các cái vị này đó là bà Doris thì cũng 93 tuổi. Còn hai vị kia thì cũng đều lên đến 100 tuổi cả. Đúng không ạ? Thứ ba là họ tích lũy đều đặn dù có làm các cái công việc thu nhập thấp đi chăng nữa. Đúng không ạ? Trường hợp ở người đàn ông duy nhất trong cái số này thì ông ấy làm những cái công việc thu nhập rất thấp như là nhân viên quét dọn ở trạm xăng hay là bảo vệ thôi. Nhưng mà ông ấy vẫn luôn tiết kiệm, vẫn luôn tích lũy để đầu tư đều đặn. Và thứ tư, họ không để tiền nằm không mà họ đầu tư tích sản cổ phiếu liên tục và trong dài hạn. Từ đó sẽ tích được những cái lượng tài sản rất lớn. Đó. Thứ năm là họ đã lựa chọn các cái cổ phiếu rất tài tình. Cho dù họ không qua những cái trường lớp nào về đào tạo cổ phiếu, nhưng họ đã ứng dụng những cái gì đó từ thực tế đời thường vào trong phân tích đánh giá cổ phiếu và lựa chọn cho mình được những cổ phiếu rất tuyệt vời. Thì chúng tôi tổng kết lại những cổ phiếu họ đầu tư có những ưu thế như sau. Đầu tiên là có lợi thế cạnh tranh mạnh. Tiếp theo là thuộc những ngành hàng thiết yếu, bền vững theo thời gian. Thì có thể nói đây là đặc thù chung của những người sinh năm 1900 trải qua cái cuộc khủng hoảng 1929-1933. Họ thấy được sự khốc liệt của khủng hoảng kinh tế. Do đó, họ rất quan tâm đến những gì đó mang tính thiết yếu, mang tính bền vững và họ rất tiết kiệm để thực hiện những cái việc tích sản của mình. Và thứ sáu, phải nói đến đó là họ tuân thủ kỷ luật tích tiểu thành đại rất tốt. Thực tế cho thấy ở Việt Nam chúng ta, ông cha chúng ta là những người gọi là tích tiểu thành đại, tích sản chúng tôi đánh giá là tốt nhất ở trên thế giới này chứ không đi đâu xa cả. Có điều ông cha chúng ta thì không thuận lợi được như chúng ta, bởi vì thời của họ rất khó khăn, nào thì chiến tranh liên miên, nào thì bao cấp, làm gì có tiền mà tích lũy để đầu tư. Hơn nữa họ cũng đâu có những cái kênh tài sản rộng mở như chúng ta bây giờ, nhưng họ vẫn có thể tích được rất nhiều tiền. Có rất nhiều gia đình nuôi 4-5 con học đại học mà chỉ từ làm ruộng mà thôi, từ tích lũy mà thôi. Và có thể thấy là rất nhiều người họ chỉ làm ruộng quanh năm mà cuối cùng vẫn xây cho mình được một căn nhà khang trang. Thì đó phải nói là những yếu tố chúng ta cần phải học hỏi rất là mạnh mẽ. Và từ đấy tôi đưa ra cái kết luận, cho dù lợi nhuận của ba cái vị trên
trung bình chỉ là 7-10% một năm thôi. Nhưng cùng với số tiền nhỏ, cái thời gian là bạn của họ, là bạn đồng hành của các triệu phú đô la. Đó. Chứ không phải họ đầu tư sinh lời với mức 20, 30, 40 hay bằng lần như nhiều lúc chúng ta vẫn tưởng tượng. Lợi suất chỉ 7-11% thôi. Và số tiền tiết kiệm rất nhỏ chứ không hề to. Nhưng họ vẫn trở thành triệu phú. Chính vì thế, cái việc trở thành triệu phú này, theo tôi và thực tế chứng minh, là cơ hội cho bất kỳ anh chị em nào. Biết nằm đây, biết thực hành nó thì có thể sẽ đạt được cái việc đó. Và tiếp theo, vì sao tôi lại nói như vậy? Vì cái lãi suất thấp như vậy mà họ vẫn đạt được cái lợi suất rất cao, đúng không? Nhiều anh chị em cho rằng, ô lợi nhuận cao để làm gì? Tiền nhiều để làm gì? Đúng không? Nhưng thực tế cho thấy, tiền nhiều để chúng ta sống một cuộc đời không khí hoài. Những vị ở trên, họ đều mang lại tiền giúp đỡ xã hội, giúp đỡ mọi người. Rất ý nghĩa. Cuộc sống của họ có thể nói là không hoang phí. Nhưng chúng ta có thể hưởng thụ nhiều hơn họ, nhưng vẫn có thể thành triệu phú. Và thậm chí thành triệu phú nhanh hơn nếu chúng ta biết cách tận dụng một cách tốt hơn. Thì như ở bảng trên đây tôi chia sẻ đến quý vị và các bạn, kịch bản chỉ đầu tư 20-30 năm thôi, chứ không phải là đầu tư lên đến 60 năm, 70 năm như họ. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể có được cái lợi suất rất cao. Ví dụ hàng tháng quý vị và các bạn bỏ ra 5 triệu với lợi suất 10% một năm, tích lũy 20 năm chúng ta cũng được 3.8 tỷ, 30 năm thì chúng ta được 11.3 tỷ, 40 năm chẳng hạn thì chúng ta được khoảng 60 tỷ đồng. Thì trên đây chúng tôi đưa ra cái kịch bản đầu tư trong 20 năm, 30 năm. Nếu hàng tháng quý vị và các bạn chỉ cần bỏ ra 5 triệu đồng với lãi suất 10% một năm, thì tích lũy 20 năm thôi, quý vị và các bạn cũng có thể đạt được 3.8 tỷ. Còn tích lũy 30 năm thì quý vị cũng có thể đạt được 11.3 tỷ. Nếu tích lũy 40 năm thì quý vị hoàn toàn có thể đạt được 30 tỷ đồng. Tức là so với thời giá lúc đó thì cũng phải tương đương với gần 1 triệu đô. Đúng không ạ? Còn nếu mà quý vị nào giỏi hơn, có lợi suất 25%, thì với 5 triệu hàng tháng, quý vị có thể được 33 tỷ 600 triệu đồng sau 20 năm và 400 tỷ sau 30 năm. Còn nếu quý vị và các bạn tích sản được 10 triệu với cái lợi suất 10% thì cũng được 22 tỷ sau 30 năm. Hay là quý vị và các bạn nào có cái lượng tiền tích sản lớn hơn 30 triệu chẳng hạn, với lợi suất 25%, thì tích lũy trong 20 năm thì quý vị cũng tích cho mình được khoản lên đến 200 tỷ đồng, tương ứng với khoảng độ 7 triệu đô vào cái thời giá đó chẳng hạn. Hay là tích lũy 30 năm thì con số đó nó lên đến 2.400 tỷ. Nhưng mà cái trường hợp lãi cao như thế này rất khó khăn nhỉ. Thì quý vị chỉ giả định là mình được 10% thôi, thì trong vòng 30 năm quý vị vẫn được 67 tỷ. Lúc đó ít nhất tương đương nó cũng phải hơn 2 triệu đô. Hơn 2 triệu đô. Như vậy quý vị cũng đã trở thành những cái triệu phú đô la từ những cái khoản tích lũy hàng tháng của mình, cho dù không quá lớn. Không quá lớn. Thì sau đây tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn cái chương trình tích sản cổ phiếu và tự do tài chính cùng với AZ Fin Việt Nam. Chúng tôi đã làm cái đợt 1 trong vòng hơn 1 tuần vừa qua và nhận được rất nhiều sự quan tâm và tham gia của anh chị em. Và sắp tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục với đợt 2. Vậy quy chế cụ thể tham gia cái chương trình tích sản cổ phiếu tự do tài chính là gì? 1. Mỗi người mỗi tháng đầu tư tối thiểu 2 triệu đồng, không giới hạn tối đa, nhưng phải đều đặn. Thứ hai, thời gian đóng tiền hàng tháng của quý vị và các bạn chúng tôi ấn định sẵn, quy định sẵn từ mùng 5 đến 10 năm hàng tháng, và mua cổ phiếu cũng trong thời gian này luôn. Thứ ba, khách hàng được lựa chọn tối thiểu là 1 cổ phiếu và tối đa 5 cổ phiếu trong suốt cả quá trình tích sản. Tối thiểu là phải tích sản được 1 năm tạo thành thói quen đã. Thì danh sách cổ phiếu này được AZFIN hỗ trợ đưa ra và có giải đáp cho quý vị nếu quý vị có thắc mắc. Thì danh sách của chúng tôi có 25 cổ phiếu được đánh giá là những cổ phiếu thuộc dạng tốt nhất Việt Nam, có triển vọng nhất Việt Nam, phù hợp cho cái việc tích sản này. Và thứ tư là nếu mà 3 tháng liên tiếp mà quý vị không tuân thủ cái việc này thì chúng tôi mời quý vị và các bạn ra khỏi cộng đồng và không được hỗ trợ nữa. Đúng không? Không được hỗ trợ nữa. Và thứ năm là mở tài khoản chứng khoán tại VN đấy, để có thể thuận lợi cho việc vận hành nhất. Cái công ty này hiện nay công nghệ của họ là số 1, bảng giá là số 1, và nhân sự chuẩn bị cho chăm sóc cái việc này có thể lên đến 20 người.
Tiếp theo, cái lợi ích nhà đầu tư đạt được khi tham gia cái chương này trình nhảy như sau. Một là được tham gia cái cộng đồng tích sản cổ phiếu và tự do tài chính do chúng tôi xây dựng lên. Ở trong đó quý vị sẽ sống được trong cái môi trường tích sản, sống được trong cái môi trường gọi là tiết kiệm đầu tư, để cùng nhau chúng ta đi hướng đến tự do tài chính. Và quý vị được hỗ trợ toàn bộ kiến thức, kỹ năng để trở thành một nhà tích sản chuyên nghiệp. Thứ hai là quý vị sẽ xây dựng cho mình được một thói quen tích sản tốt như truyền thống xưa nay cha ông ta để lại. Thứ ba là tạo dựng được một kênh thu nhập thụ động và hiệu quả từ đầu tư cổ phiếu. Thứ tư là xây dựng cho mình được một truyền thống tích sản và có thể lan tỏa cho mọi người trong gia đình, và thậm chí có thể lan tỏa cho các thế hệ sau, để sự thịnh vượng của gia đình quý vị, dòng họ quý vị có thể duy trì được dài hơn, giống như những cái gia đình quý tộc của châu Âu chẳng hạn. Tiếp theo, thứ năm là quý vị có thể chuyển thành chuyên gia đầu tư thực thụ và được xã hội công nhận cũng như tôn trọng. Và thứ sáu, quý vị và bạn có cơ hội trở thành đội ngũ giảng viên, diễn giả, coaching rất chuyên nghiệp về tài chính cùng với AZFIN Việt Nam và cùng với cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính này. Tiếp theo, chương trình này trở nên thú vị hơn thì AZFIN chúng tôi cũng đã trích ra một cái lượng tiền nhất định để tạo ra các cái giải thưởng cho các chiến sĩ tích sản. Đầu tiên, giải thưởng đầu tiên là chiến sĩ tích sản của năm, tức là khi tích sản đủ 1 năm. Đúng không ạ? Và những người tích sản chuẩn chỉ nhất, hiệu quả nhất thì sẽ được 10 giải thưởng. 10 người thì 2 triệu tiền mặt và 10 triệu hiện vật. Thứ hai, nếu chiến binh tích sản trong vòng 2 năm thì cũng sẽ có 10 giải thưởng. Thì với 5 triệu tiền mặt và 14 triệu tiền hiện vật đối với mỗi giải thưởng. Thứ ba là cái giải tướng quân tích sản, tức là khi quý vị sẽ tích sản được 3 năm thì cũng sẽ có 10 giải thưởng, 10 triệu tiền mặt và 19 triệu hiện vật do AZFIN phối hợp trao cho quý vị và các bạn. Thì đây nó không đơn giản chỉ là vài triệu giải thưởng hay chục triệu giải thưởng, mà nó là một cả một cái sự công nhận về cái sự kiên nhẫn, về cái đường hướng đúng của quý vị và các bạn trong việc tích lũy cổ phiếu để tự do tài chính. Và tiếp theo thì tôi xin chính thức công bố cái đợt 2 của cái chương trình tích sản cổ phiếu và tự do tài chính như sau. Một, thời gian đăng ký của quý vị và các bạn chỉ trong vòng đúng 1 tuần thôi, từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10 này. Tức là quý vị và các bạn sẽ có 1 tuần để đăng ký cái chương trình này. Thì thực tế cho thấy là AZFIN Việt Nam trong cái đợt 1 thì chúng tôi không công bố ra bên ngoài, và chỉ có một số anh chị em biết tin và inbox cho chúng tôi thì cũng đủ một cái số lượng nhất định rồi. Thì để phục vụ cho quý vị và các bạn tốt nhất thì trong cái thời gian chúng tôi chỉ giới hạn đăng ký 1 tuần trong đợt 2 này mà thôi. Thì thành ra quý vị nào nhanh tay đăng ký được trong đợt này thì quý vị sẽ được phục vụ sớm và tham gia cái chương trình rất ý nghĩa này sớm. Thứ hai là cái thời gian liên hệ từ AZFIN Việt Nam và mời quý vị và các bạn tham gia cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính là từ 23 tháng 10 năm 2020 đến 28 tháng 10 2020. Tức là sau khi nhận lại danh sách của quý vị và các bạn thì chúng tôi cần phải có một thời gian để cho các anh chị em hỗ trợ liên hệ với quý vị và các bạn. Và thời gian liên hệ thì tôi công bố ở đây là ngày 23 tháng 10 đến ngày 28 tháng 10 năm 2020 để quý vị và các bạn đỡ phải sốt ruột. Đúng không ạ? Quý vị và các bạn chỉ cần đăng ký đầy đủ là sẽ được hỗ trợ. Và tiếp theo, cái thời gian để quý vị và các bạn được các bạn chuyên viên mở tài khoản chứng khoán hỗ trợ đó là bắt đầu từ ngày 28 tháng 10 2020 đến ngày 15 tháng 11 2020. Thì đồng thời trong thời gian này, quý vị và các bạn sẽ bắt đầu tích sản cái đợt đầu tiên của mình, tháng đầu tiên của mình. Và cái chiến lược này thì chúng tôi đưa ra nó đã bao hàm hết tất cả những cái yêu cầu, những cái trao đổi, những cái cần thiết để quý vị và các bạn có thể tích sản cổ phiếu một cách thành công nhất. Thì phí tham dự chương trình chúng tôi đang để đây là 199k. Thì thực ra đây là một cái mức phí để tượng trưng thôi, và để cho quý vị và các bạn có một cái gì đó để quyết tâm ràng buộc vào cái chương trình này để thực hiện nó một cách lâu dài và tốt hơn thôi. Chứ cũng không nhằm ý nghĩa lợi nhuận hay gì cả ở đây. Bởi vì thực sự nguồn lực của AZFIN bỏ ra
để thực hiện chương trình này của chúng tôi là rất lớn. Và chúng tôi cũng trích ra vài trăm triệu để có thể làm giải thưởng cho các nhà đầu tư là quý vị và các bạn. Thì rất là mong quý vị và các bạn mà đã quan tâm thì hãy đăng ký ngay và đăng ký sớm, thì để còn kịp cho cái chương trình đợt 2 này, thì để cho chúng tôi phục vụ và hỗ trợ quý vị và các bạn tốt nhất. Quý vị và các bạn đăng ký và tìm hiểu rõ cái chương trình này kỹ hơn thì hãy kéo xuống bên dưới, chúng tôi để link ở dưới comment và cả ở phần mô tả clip. Thì quý vị và các bạn vào đấy đăng ký hoặc tìm hiểu rõ về chương trình. Thì trên đây là những cái nội dung tôi trao đổi với quý vị và các bạn về cái tích sản cổ phiếu và tự do tài chính. Thì rất mong là quý vị và các bạn có thể thu được những cái kiến thức hữu ích. Hoặc nếu quý vị và các bạn muốn tham gia thì có thể xây dựng cho mình được những cái lợi ích to lớn cho sau này. Xin chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn thành công.